Trần Chí Hiếu hay còn được biết đến là Hiếu Ron được mọi người biết đến trong lĩnh vực viral marketing truyền thông mạng xã hội và cũng là người đứng sau nhiều chiến dịch truyền thông. Vào hồi tháng 10, Hiếu Ron đã khiến dư luận bức xúc với hành động khỏa thân chạy mô tô trên đèo Mã Lý cùng nhóm bạn. Vụ việc vừa lắng xuống chưa lâu, qua Facebook này lại tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải một story có ký tự phản cảm để nói về nữ tiếp viên hàng không. Cụ thể, người đàn ông này đã đăng tải story về trải nghiệm của anh ta khi chụp hình selfie cùng hai nữ tiếp viên của hai hãng hàng không khác nhau là Vietjet Air và Vietnam Airlines. Story của Hiếu Ron nhận nhiều gạt đá trên. Điều đặc biệt trong tấm hình chính là các sân, sự khác biệt của hai hãng hàng không, đi kèm với bức hình này là biểu tượng thả tim cho hãng này nhưng lại sử dụng icon tục tiểu dành cho tiếp viên của hãng kia. Dù ngay sau đó story trên đã được Hiếu Ron gỡ xuống, tuy nhiên, hình ảnh chụp màn hình vẫn được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận về nhiều lời chỉ trích gay gắt trước việc so sánh khập khiễng và có phần khiếm nhã. Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, tối ngày 3 tháng 11, qua Facebook đã lên tiếng giải thích về hành động của mình, đồng thời cũng có rằng bản thân không hề có ý so sánh giữa hai hãng hàng không. Đặc biệt, Hiếu Ron cũng cho biết, anh đang liên hệ với nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Trên trang cá nhân của mình, Hiếu Ron chia sẻ, sáng nay ấn cái ảnh đi công tác hai chuyến, một đi Vietjet Air, một đi Vietnam Airlines. Tiếp viên Vietjet Air thì cho chụp ảnh cùng, tiếp viên Vietnam Airlines thì không cho, xua tay. Rồi cảm nhận bằng mấy icon không được lịch sự lắm cũng chỉ nói tới cảm xúc lúc đó thôi. Ảnh lại được share mọi diễn đàn. Nghĩ rằng Hiếu đang chửi Vietnam Airlines. Ôi thôi, mình có phải chơi Vietnam Airlines đâu gì cũng đi suốt. Chỉ là cảm nhận cảm xúc khác biệt khi được chụp ảnh cùng tiếp viên thôi. Rất xin lỗi những nhân viên Vietnam Airlines, trong đó có cả một số bạn của Hiếu cũng đang làm ở đó, những người nhiệt tình và vất vả ở mỗi chuyến bay vì bức ảnh đã khiến hiểu nhầm về dịch vụ của các bạn. Cá nhân Hiếu đang tìm bạn tiếp viên Vietnam Airlines trong ảnh để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Cả Vietjet Air nữa, nhiều người nghi ngờ bên Vietjet Air gây hiểu lầm. Cái này thì bên gì mà bên? Đơn giản đó chỉ là cảm xúc nhất thời với tiếp viên. Chứ cả hai hãng không liên quan, mọi người đừng suy diễn nữa nhé. Ngay sau đó, tài khoản khoảng tờ M. Tờ một tiếp viên hàng không của hãng bay Vietnam Airlines được cho là bạn của nữ tiếp viên đã xuất hiện trong bức ảnh chụp trên cũng lên tiếng trước sự việc ồn ào trên. Cô cho biết, anh Trần Chí Hiếu cũng đã chủ động nhắn tin, gọi điện cho nữ tiếp viên trong ảnh. Cô cho biết, mình không có mong muốn gì nhiều, chỉ mong được sự tôn trọng và thấu hiểu khi bọn mình là phụ nữ đi làm ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ hàng không. Dẫu cả hai phía đều đã có động thái lên tiếng và không muốn sự việc đi xa hơn nhưng sự việc Hiếu Ron chơi trội mới đây vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống và tiếp tục nhận lại nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng mạng.